Xin được mến chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Thưa quý vị, việc xem tử vi cho tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 trong tháng 1 âm lịch thì sẽ giúp cho bạn biết trước được thiên cơ, biết trước được những điều thay đổi trong tương lai, để từ đó thì chúng ta sẽ có cách xử trí kịp thời, giúp cho quý vị xu cát tị hung và từ đó thì có thể thâu thu được may mắn và tài lộc đến với mình. Trong phần luận giải này thì thầy Gia Cát cũng sẽ đưa ra những phương pháp hóa giải lá số tử vi cực kỳ chính xác và hiệu quả. Xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi ngay sau đây. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 trong tháng 1 âm lịch năm 2021. Người tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 mệnh Thoa Xuyến Kim là người khá bảo thủ, làm việc luôn cẩn trọng và nghiêm túc. Chỉ cần giao việc cho con giáp này là cấp trên có thể yên tâm. Dù là chuyện tồi tệ đến đâu, họ cũng có thể vén mây để thấy trời quang. Họ có lòng tự tôn cực kỳ cao, đã làm gì sẽ làm đến nơi, đến chốn. Theo phong thủy lộc tài, dù là gặp việc khó khăn trở ngại, họ cũng không bao giờ nghĩ đến việc ỷ lại vào người khác mà luôn cố gắng nỗ lực hết mình, dồn hết sức lực, không làm được thì không bỏ cuộc. Bản tính của người này là thích giúp đỡ người khác, nhưng không hiểu vì sao, không có duyên hay chưa biết cách giúp đỡ người khác cho khéo mà kết quả thường thấy là họ tự ôm rắc rối về mình. Tháng này công việc làm ăn của gia chủ tuy có mở rộng nhưng khó thuận ngay từ ban đầu. Trong công việc, vấn đề bạn gặp phải dù đã nỗ lực nhiều nhưng không được ghi nhận chỉ vì ai đó có thành kiến, đối xử không công bằng. Nên nhớ, một điều nhịn, chín điều lành, đừng phản ứng thái quá mà thiệt thân. Phương diện sức khỏe cũng gặp nhiều vấn đề, do bản mệnh thường xuyên bận rộn mà quên mất việc nghỉ ngơi, luyện tập đúng giờ. Sức đề kháng suy giảm, nhiều người dễ nhiễm phải căn bệnh dịch hay là các căn bệnh theo mùa. Thời điểm này bạn cần phải chú ý xây dựng thời gian biểu khoa học, chú ý nghỉ ngơi, làm việc hợp lý, luôn giữ tâm thế lạc quan, tích cực khi đối diện với biến cố của cuộc sống. Xét về thiên can, Canh Dương Kim gặp Nhâm Dương Thủy nên gọi là thiên ấn, nghĩa là bản thân được sinh phù. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Canh Tuất nếu có cơ hội nên chủ động chấp nhận thử thách để có kết quả tốt hơn. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Công việc nhiều trở ngại, khó khăn, gia chủ phải xử lý nhiều vấn đề rắc rối nhưng chưa chắc hiệu quả đã được như mong muốn. Sức cạnh tranh trong năm cũng tăng lên, đối thủ có thể giở trò gây cản trở để loại trừ bạn. Mối quan hệ trong tập thể không tốt đẹp, dễ nảy sinh mâu thuẫn, tranh cãi, đấu khẩu với đồng nghiệp. Thậm chí có người còn bất đồng quan điểm với cấp trên, dẫn tới không khí làm việc căng thẳng, nhiều lời xì xào, bàn tán. Do đó, để tránh những rắc rối này, bạn cần làm việc có đầu có cuối, đặt ra kế hoạch và mục tiêu rõ ràng, phân bổ thời gian hợp lý. Giữ thái độ hòa nhã, không hơn thua thị phi thì tự khắc sự nghiệp sẽ suôn sẻ. Bên cạnh đó, một vài hạng mục công việc tránh dục tốc bất đạt, vội vàng dễ dẫn đến sai sót, không có lợi cho sự phát triển lâu dài. Bạn nên xem xét thật kỹ càng để thay đổi, tránh vì cái lợi nhỏ trước mắt mà mất đi lợi ích lớn trong tương lai. Tháng này chính là cơ hội tốt để bạn học tập và trau dồi kiến thức cho bản thân. Bạn sẽ cảm thấy ngạc nhiên về sự thay đổi rõ rệt về thái độ của bản thân đối với việc học cao lên, nhưng đó chính là kết quả tất yếu của một quá trình chăm chỉ trước đó. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy lộc tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Canh Tuất để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Do xuất hiện hao tinh trong tháng nên có thể là một bất lợi về tài chính đối với nhiều người. Dù có cơ hội kiếm tiền nhưng lại dễ bị hao tài, cơ hội tích lũy tiền bạc không cao. Mức chi tiêu của bản mệnh trong tháng cũng khá lớn, có nhiều chuyện bạn không thể không ứng tiền ra như chuyển nhà, mời khách hay xui hơn là phạm luật bị phạt. Bản mệnh thiếu sự chỉn chu trong khi làm việc nên khó mà có được thu nhập ổn định, thậm chí còn có khi bị thiệt hại thêm vì phải bù đắp cho những sai lầm mình gây ra. Nhất là người làm kinh doanh, ở thời điểm này không thực sự có tinh thần làm việc, thiếu sự tìm tòi sáng tạo mà cứ mãi đi vào lối mòn nên khó mà có được doanh thu như mong muốn, tiền bạc có phần hạn hẹp hơn nhiều.
thời điểm không thích hợp để tiến hành đầu tư, nhất là các dự án mang tính mạo hiểm, rủi ro cao. Do đó, trước khi dốc tiền đầu tư vào bất kỳ lĩnh vực nào, cũng cần phải hết sức tỉnh táo, tính toán và tìm hiểu kỹ càng, chớ vội tin vào những nguồn tin không xác đáng hay lời xu nịnh dụ dỗ của người khác mà tiền mất tật mang, thậm chí còn gây ảnh hưởng tới tài chính của gia đình. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, dần, ngọ, tuất, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm cho các quý gia chủ để vật phẩm có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Trong tháng 1 âm lịch, tuổi Canh Tuất sẽ có sức khỏe tốt, tuy nhiên bạn có thể mắc một số bệnh tiềm ẩn thường tái phát. Bạn sẽ phục hồi nhanh chóng, miễn bạn điều trị kiên trì và cẩn thận hơn trong cuộc sống hàng ngày. Mặc dù có khả năng chữa khỏi những căn bệnh tiềm ẩn này, bạn vẫn cần để mắt đến việc ngăn ngừa cảm lạnh và các vấn đề nhỏ khác. Hãy duy trì lối sống lành mạnh và suy nghĩ tích cực, mọi thứ rồi sẽ tốt dần. Hãy đến gặp bác sĩ ngay khi bạn cảm thấy bất ổn về cơ thể của mình. Các quý gia chủ tuổi Canh Tuất hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm có thể phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày sử dụng để hợp theo tuổi của các quý gia chủ tuổi Canh Tuất. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Xem tử vi tháng này, vận đào hoa ảm đạm, nhân duyên không vượng, vợ chồng dễ xảy ra mâu thuẫn, tranh cãi do tính cứng đầu và bảo thủ của gia chủ. Tình hình cơm chẳng lành, cơm chẳng ngọt diễn ra thường xuyên khiến cho không khí gia đình ảm đạm, tạo tác động tiêu cực đến tâm lý cho con cháu trong nhà. Người độc thân đang sống một mình cũng khó có cơ hội gặp được người phù hợp. Hoặc có thể có cơ hội, nhưng cơ hội thành công không lớn. Nữ mệnh nên chú ý cách ăn nói, tránh thái độ cực đoan từ trong suy nghĩ mà gây ảnh hưởng đến cách đối nhân xử thế của mình. Tổng quan tháng 1 âm lịch năm 2022, tháng Nhâm Dần, năm Nhâm Dần. Tháng 1 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 1 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 1 năm 2022, tức ngày 1 tháng 2 năm 2022 đến 2 tháng 3 năm 2022 dương lịch. Tháng 1 Nhâm Dần có nạp âm là Kim Bạc Kim, tháng Dần lục hợp hợi, tam hợp ngọ và tuất thành hỏa cục, xung thân, hình tỵ, hại tỵ, phá hợi và tuyệt dậu. Đối với người tuổi Canh Tuất trong tháng 1 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 8 tháng 1 năm 2022, tức ngày 8 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Thìn, có nạp âm là Trường Lưu Thủy. Ngày âm lịch, ngày 20 tháng 1 năm 2022, tức ngày 20 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Thìn, có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Canh Tuất. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Canh Tuất trong tháng 1 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 7 tháng 1 năm 2022, tức ngày 7 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Tân Mão, có nạp âm là Tùng Bách Mộc. Ngày âm lịch, ngày 19 tháng 1 năm 2022, tức ngày 19 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Quý Mão, có nạp âm là Kim Bạc Kim. Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các quý gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cũng cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí.
Thưa quý vị thân mến, vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về lá số tử vi tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 trong tháng 1 âm lịch. Và qua đó thì quý vị cũng phần nào nắm được vận hạn của mình và biết được mình cần phải làm gì để có thể có được may mắn và thành công trong tháng 1 âm lịch này. Diễm Quỳnh rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị cũng đừng quên ấn vào nốt đăng ký kênh và chọn vào biểu tượng quả chuông để có thể luôn là người đầu tiên nhận được những video mới nhất của chúng tôi quý vị nhé. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại.